Thì đầu tiên sau khi các bạn nhấp vào cái đường link mình để phần mô tả thì nó sẽ hiện vào cái giao diện Honors như thế này, là các cái trường thông tin để chúng ta điền vào để đăng ký tài khoản sử dụng Honors. Thì hiện tại Honors đang tặng cho các tài khoản mới là 200.000. Thì sau khi các bạn đăng ký xong các bạn sẽ nhận được. Tất nhiên là nếu như các bạn đăng ký theo cái đường link mà mình để bên dưới là mình sẽ nhận được 35k. Thể xem như là các bạn mời một ly cà phê cũng được. Còn không, nếu như các bạn không đăng ký theo link của mình thì cũng được, không sao, không vấn đề gì cả. Và ở đây các bạn có thể điền vào phần email hoặc là số điện thoại để mà đăng ký. Đầu tiên khi các bạn bấm vào cái đường link ở cái phần mô tả mình để cái đường link ở bên dưới thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện Honors như thế này. Thì ở đây là một cái giao diện để các bạn đăng ký. Phần ở phía trên nó sẽ để cái phần email và số điện thoại. Các bạn có thể đăng ký bằng email và số điện thoại đều được. Thì ở đây ví dụ mình đăng ký bằng email đi thì mình sẽ điền là ví dụ là Sang Crypto. Và ở đây các bạn điền mật khẩu của mình vào, mật khẩu mà các bạn muốn đặt cho cái nick của mình á, và tên đầy đủ. Ở đây các bạn nên dùng tên thật của mình, tên chính xác của mình để về sau mình còn sử dụng nó để KYC nữa, vì khi mình up giấy tờ lên á, tên trên giấy tờ của mình nó phải trùng khớp với tên của tài khoản. Rồi sau đó các bạn bấm đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký xong á thì Honors nó sẽ để cái đường link ở đây để cho các bạn bấm vào để tải app. Ở đây á, mình đã có tải app về rồi, cho nên mình chỉ việc bấm mở nó lên thôi. Và sau khi các bạn mở cái app Honors lên, sẽ có cái trường thông tin ở đây, là để các bạn điền cái thông tin hồi nãy mình đã đăng ký vào đây để đăng nhập. Thì mình điền cái email nãy mình đã đăng ký ở đây. Và nó sẽ hiện là email của các bạn chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra hộp thư đến. Thì lúc này các bạn bấm cái hộp thư của mình lên để các bạn bấm vào cái link activate mà bên Honors đã gửi vào mail cho các bạn. Thì thường nó hay bị nằm ở trong phần thư rác đây. Đây các bạn bấm vào đây và bấm vào activate now. Sau đó các bạn quay lại cái phần app để tiếp tục đăng nhập. Và đây là cái phần giao diện bên trong của Honors. Thì nó sẽ hỏi các bạn là có sử dụng vân tay không. Thì như các bạn muốn sử dụng vân tay để đăng nhập về sau, một lát nữa có thể tùy chỉnh sau. Ở đây mình bấm cancel. Ở cái tài khoản này trong vòng 24 giờ thì ở đây các bạn bấm là activate now. Và nó sẽ gửi verification code này á, qua email các bạn vào đó, qua email của mình á, để lấy cái mã code này dán vào. Sau khi xong thì các bạn bấm tiếp tục là continue. Và chọn cái tiền tệ thường sử dụng là BNC. Verify. Sau khi hoàn tất tới bước này thì các bạn sẽ nhận được là 200.000 Việt Nam đồng free do Honors tặng các bạn. Các bạn phải hoàn tất KYC và sau 1 năm. Nhưng mà 200.000 này khi mà để trong tài khoản á, thì các bạn vẫn có thể nhận lãi đều đặn theo cái APY mà Honors đề xuất ở đây là 12%. Tiếp tục thì chúng ta bấm Get Started. Và để sử dụng cái tài khoản này á, thì các bạn phải KYC và kết nối thêm tài khoản ngân hàng vào nữa thì mới sử dụng nó được. Để mà KYC á, thì các bạn bấm vào cái hình người ở góc trái màn hình ở đây. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, nó sẽ có cái phần là KYC đây. Thật ra cái bản chất KYC này á, nó là cái hình thức mà chúng ta up giấy tờ lên để xác minh danh tính của mình, để tránh những cái hoạt động, những cái tài khoản mà nó rửa tiền á, nó lên đây nó sử dụng để mà làm những cái hành vi mà lừa đảo phạm pháp. Thì cho nên là phải up các cái giấy tờ để chứng minh ở lên đây. Cho nên là khi các bạn tham gia vào các sàn á, thì đa số các sàn đều bắt chúng ta phải KYC, chỉ trừ những cái sàn DEX thôi, những cái sàn mà phi tập trung thôi. Thì ở đây nó có các cái trường thông tin ở đây. Ở đây là các bạn chọn country là Việt Nam, verify. Và sau đó là chọn cái loại giấy tờ mà các bạn muốn up lên. Nếu như mà chúng ta có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì sẽ chọn là ID card. Còn nếu như các bạn có passport thì cứ chọn là passport, còn không thì cứ chọn ID card là được. Và ở đây là name, cái tên của mình giống với ở trên giấy tờ. Ở đây ví dụ là mình điền là Lưu Văn Sang đi, rồi bấm save. Sau đó là ở đây là các bạn sẽ bấm vào document number á, nó chính là cái số chứng minh nhân dân của mình á, nhập vô. Chọn next. Và cái bước tiếp theo á, nó kêu các bạn add account. Ở đây là mình add cái tài khoản ngân hàng của mình vào. Ví dụ ở đây là mình chọn ngân hàng Vietcombank đi, sau đó mình dán cái số tài khoản của mình vào, sau đó bấm add. Sau khi đã add tài khoản ngân hàng xong thì các bạn bấm next nhé. Thì ở đây á, nó sẽ yêu cầu mình là up cái hình ảnh của cái chứng minh nhân dân lên và làm chụp một cái tấm hình là selfie. Thì các bạn bấm vào đây, nó có hai loại là up hình ảnh có sẵn và chụp hình. Thì ở đây mình chọn up hình ảnh có sẵn nha. Sau khi đã up toàn bộ hình ảnh lên thì các bạn bấm next. Ở bước 4 này nó sẽ yêu cầu mình là trong cái video mà mình quay lại này á, thì nó phải bao gồm được là cái mặt của mình di chuyển, toàn bộ gương mặt của mình, và mình phải cầm cái passport hoặc là cái ID card này ở phía trước
cái camera của mình nha các bạn. Nhớ kỹ nha, là trong video này các bạn phải quay. Nếu như các bạn sử dụng cái chứng minh nhân dân để xác minh thì các bạn phải cầm nó và các bạn quay ở trước mặt camera đó, quay tới quay lui trong video này. Đó, thì đây khi các bạn bấm bắt đầu quay sẽ là bấm Get Started. Sau khi quay xong các bạn bấm Next. Rồi bấm Verify. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn tất cái phần mà KYC, thì trong khoảng 24 tiếng thì nó sẽ trả về kết quả cho mình. Và nếu muốn theo dõi cái trạng thái KYC của tài khoản của mình thì các bạn có thể bấm lại vào cái hình profile của mình. Và các bạn kéo xuống bên dưới thì nó sẽ có phần xác thực tài khoản KYC, bấm vào đó. Bạn sẽ thấy là yêu cầu của bạn đã được tiếp nhận nè. Thời gian xét duyệt thường xảy ra khoảng 30 phút và nó sẽ thông báo cho mình khi mà hoàn tất. Thì đây là cái tài khoản mà sau khi mà mình đã KYC thành công, phần xác thực KYC nó sẽ để một cái dấu tích. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn có thể thấy là tài khoản của bạn đã được xác thực. Cảm ơn. Đó là tài khoản mình đã xác thực ok đó. Có nghĩa là 200.000 kia là mình là chắc chắn sẽ được tặng rồi đó. Để đây bấm vào giao diện, ở đây nó có nhiều những cái tiện ích mà cái app Onus này nó phát triển thì mình thấy rất là ok. Thì ở đây mình trước đó mình đã nạp vào đây là nó 3 triệu rồi. Và ở đây nếu các bạn muốn nạp tiền vào để mà mua coin thì các bạn phải làm sao? Thì ở đây nó sẽ có cái chỗ là nạp VNDC nè. Bấm nạp VNDC vào. Và ở đây các bạn sẽ nhập số lượng. Ở đây nó ghi quy định là tối thiểu là 200.000 nè và tối đa là 100 triệu nè. Thì ví dụ ở đây mình nạp vào 2 triệu đi. Rồi ở đây bấm vào lựa chọn phương thức thanh toán. Ở đây là mình chọn có thể là Internet Banking và chọn vào cái ngân hàng mà mình đã kết nối á. Mình chọn ví dụ ở đây mình chọn Techcombank và mình bấm là mua. Đó, sau khi các bạn bấm thì nó sẽ hiện ra các cái thông tin ở đây là cái số tài khoản ngân hàng nè của bên Onus nè, là công ty cổ phần JustCard nè. Các bạn bấm qua cái app chuyển khoản Internet Banking của ngân hàng của mình, các bạn nhập những cái thông tin này vào và nhớ cái nội dung giao dịch đó, các bạn phải sao chép đúng cái nội dung giao dịch đã được đề cập ở đây để cho bên ngân hàng của bên Onus đó, họ đối soát, họ nạp tiền vào tài khoản cho mình cho nó nhanh. Các bạn nhớ là không được đề cập cái vấn đề gì mà tiền ảo, tiền điện tử, Bitcoin hay là bất cứ cái vấn đề gì liên quan tiền điện tử cả. Ở đây chỉ add đúng cái nội dung giao dịch này thôi là được. Trong vòng chưa đến một phút thì tiền nó sẽ vào tài khoản của mình thôi. Thì sau khi nạp xong thì các bạn cứ quay về cái trang chính ở đây, nó sẽ để tổng tài sản của mình. Trong đó nó sẽ gồm là 200.000 mà Onus nó tặng cho các bạn. Phần còn lại nó sẽ là cái tài sản mà các bạn mới nạp vào. Sau đó các bạn có thể bấm quy đổi ở đây để đổi ra cái đồng coin mà mình muốn mua. Ví dụ ở đây là mình muốn mua là Son đi, mình sẽ chọn lại là cái đồng Son, ví dụ là Son. Muốn mua nhiêu Son, ví dụ là 100 Son thì ở đây nó sẽ để tỷ giá 1 Son nè. 1 son là 4 triệu nè. Thì 100 son là nó nhiều quá, mình chọn lại số khác thử là mua 10 son thôi đi. Ở đây đó nó quy đổi ở phía trên là mình phải có VNDC là 48.124.000 thì mới mua được 10 son. Nếu như mà bạn có đủ tiền trong tài khoản bấm quy đổi thì nó sẽ quy đổi ra cái số son mà bạn muốn mua. Rồi nó chỉ đơn giản vậy thôi. Và chúc các bạn thành công.